Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tình được Không. Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những thông tin thú vị và bổ ích từ kênh của chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay nhé. Sau hồ nào bị phong sát, Trình Sang khóc và xin lỗi hai con, theo nguồn tin trong cuộc, Trình Sàng đã chủ động liên lạc với chồng cũ Trương Hằng cũng như gặp hai con qua gọi video. Trang 163 dẫn nguồn tin trong cuộc cho biết Trình Sàng gần đây đã chủ động liên lạc với chồng cũ Trương Hằng để cùng nhau giải quyết vấn đề con cái. Khi nhìn thấy các con qua cuộc gọi video, nữ diễn viên 9X bật khóc nước nở và nói, «Xin lỗi con, gia đình Trương Hằng dường như không quá khắt khe với Trình Sàng, còn hướng dẫn hai đứa trẻ gọi mẹ». Trinh Sàng và Trương Hằng yêu nhau từ giữa năm 2018 và đường ai nấy đi khoảng một năm sau đó. Mối tình này tan rã trong mùa nào khi Trịnh Sàng kiện tình cũ làm hao hụt tài chính công tư đầu tư chung. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, Trương Hằng bất ngờ công khai, từng kết hôn với ngôi sao, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, còn có hai con chung một tuổi bằng phương pháp mang thai hộ ở Las Vegas, Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, phía Trương Hằng còn tung file ghi âm tố trình rằng đòi phá bỏ hai đứa trẻ khi thai nhi đã 7 tháng. Đến khi hai đứa trẻ đã sinh ra, trình Sàng không hề ngó ngàng, còn không ký giấy tờ để Trương Hằng đưa hai con từ Mỹ về nước. Vụ việc khiến dư luận trong nước phẫn nộ vì trình trạng bất chấp pháp luật và đạo đức, tìm người mang thai hộ còn tàn nhẫn đòi bỏ con. Người đẹp 30 tuổi bị người hâm mộ quay lưng, loạt nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng, các phim đã quay bị đạp chiếu, còn liên lụy đến những người đóng phim chung. Chưa dừng lại ở đó, cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử, bị Cục Quản lý Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, Quảng Điện ra văn bản phong sát. Từ nữ hoàng thanh xuân được săn đón nhất nhì xe buýt, trình Sảng thân bài xanh liệt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Trước tình hình đó, trình trạng chưa một lần lên tiếng làm rõ scandal, dù dân mạng kêu gọi cho người đẹp cơ hội để giải thích. Trong khi đó, cha ruột của Trinh Sàng có quay video xin lỗi về sự cố mang thái hộ. Ông nhấn mạnh lời nói trong đoạn ghi âm, chỉ là nông nổi nhất thời, không có chuyện nhà gái chối bỏ trách nhiệm với hai đứa trẻ. Ông tuyên bố đã sửa lại căn nhà ở Thẩm Dương để có phòng cho trẻ em và sẵn sàng đón hai cháu về nuôi. Vào ngày 2 tháng 2, Trịnh Sảng thay đổi ảnh đại diện với nội dung khó hiểu. Theo đó, anh chụp một tờ giấy ghi chi chít chữ và các thông số. Sau đó, cô tiếp tục đổi sang bức ảnh khác chụp bình minh trên biển. Dân mạng cho rằng trình Sảng đang muốn truyền tải một thông điệp gì đó vì mặt trời mọc tưởng trưng cho khởi đầu mới là hy vọng. Nhiều người suy đoán Trịnh Sảng sắp có động thái quan trọng giải quyết sức điểm truyền con cái và tranh chấp tiền bạc với chồng cũ. Có thông tin cho hay, Trình Sàng và người thân cùng luật sư đã mua vé máy bay sang Mỹ để gặp gỡ gia đình Trương Hằng trước khi ra tòa, dự kiến vào tháng 3.